Cửa hàng Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hiện tại cửa hàng mới dọn được một cây máy cưa xích tay cụt ha, Echo, dòng Echo GC330T. Hàng này có trợ lực nha mọi người. Đó, thì những dòng này nó như những dòng khác nhưng mà ở đời mới, đời cao cấp hơn. Và bộ giật là có trợ lực. Thứ hai là máy móc lớn hơn nha mọi người. Đó, cực kỳ nhạy nổ, dễ sử dụng. Mà cái độ nặng của nó thì so với những dòng hệ đời cũ giờ thì nó cũng bình thường thôi ha, nghĩa là nó cũng nằm 3 ký mấy, nó không có nặng hơn bao nhiêu, công suất nó mạnh hơn. Thì cái này chỉ thích hợp cho những anh em nào tỉa rong cành hoặc cắt gia đình nhá, mình có thể hạ gốc được luôn ha. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Thì xích lam của nó thì sử dụng lam 40 đó, xích thì em đã được ráp xích mới nhá mọi người. Lam này lam 40 đó, thì này thì sên thì ráp cho nó đảm bảo, tại vì sợi cũ của nó mang về cái loại mắt của nó là bên mình chưa không có sử dụng được, mắt sên nó rất là độc nên là em thay xích mới cho mọi người. Giờ vào phần khởi động ha, thì cái mọi người để ý nó có hai cái nắp này, nắp màu cam là xăng pha với nhớt, còn nắp màu đen là nhớt thải nuôi lam xích nha mọi người. Cách khởi động thì cũng cực kỳ là đơn giản, so với những cái máy khác thì nơi đây có một cái núm bơm xăng phụ này. Đó, mọi người bơm đầy nó lên. Cái cần e và cái công tắc nó nằm bên trên ngay cái cạnh tay bóp này ha. Đó, thì mọi người đẩy lên là đóng e. Đó. Còn khi mà giật nó hon một tiếng mọi người bóp là nó sẽ tự về mức ban đầu ha. Thì em sẽ khởi động nhé. Có trợ lực nhé mọi người. Là nhạy nổ nhá, công tắc nằm ngay đây luôn ha, rất là thuận tiện. Ngay tay tay bóp này mình thích tắt lúc nào có sự cố là tắt luôn trực tiếp ha. Đó, để mới giờ là thiết kế như vậy. Còn cái xích này thì em đã cho rất là căng, và thứ hai là nhớt lam em đã thử ra rồi nên em không có ráp vào nữa nhá. Nên là cái độ nặng này nó hơi nặng này. Đó, nghe tiếng máy nó hơi lì. Thì em sẽ khởi động lại ha. Thì anh em nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ qua số điện thoại của em nhé. Thì số điện thoại của em là 0988 628 901. Số điện thoại có sử dụng Zalo, quý khách hàng nào có nhu cầu thì cứ liên hệ qua bên Zalo nhé. Đấy, bên em có ship toàn quốc ha.